Đoạt cú đúp giải thưởng trong đêm gala quả bóng vàng Việt Nam 2016, tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục nhận được những lời khen có cánh từ báo giới Hàn Quốc. Trong đêm gala quả bóng vàng Việt Nam 2016, tối ngày 4 tháng 1 vừa qua, tiền vệ Lương Xuân Trường đã xuất sắc nhận cú đúp giải thưởng khi đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2016 với 229 điểm. Tiền vệ người Tuyên Quang chỉ kém đàn anh Thành Lương, người đoạt giải danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2016 đúng 17 điểm. Bên cạnh việc lần đầu tiên trong sự nghiệp đoạt danh hiệu quả bóng bạc Việt Nam 2016, Lương Xuân Trường còn được fan hâm mộ bình luận chọn là cầu thủ được yêu thích nhất năm. Thông tin tiền vệ của Gangwon Fan Club thắng lớn ở giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam đã nhanh chóng bay tới Hàn Quốc, đồng thời nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ báo giới nước này. Theo đó, tờ Chusun đã có một bài viết dài về sự kiện này. Mở đầu bài viết, tác giả của tờ Chusun có viết: Trường đã thi đấu rực rỡ trong năm 2016, anh có hai đường kiến tạo ở trận Việt Nam thắng Đài Loan là 4-1 tại vòng loại World Cup 2018. Tiền vệ này sau đó cùng đội nhà vào đến bán kết AFF Cup. Trường cũng đã đóng góp nhất định vào thành tích của Aichosin United ở K-Lagos. Tờ Chusun khẳng định Xuân Trường chính là ngôi sao trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Xuân Trường đã đoạt giải cầu thủ được yêu mến nhất vào quả bóng bạc Việt Nam. Trường là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ ngôi sao tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Cú đúp giải thưởng cá nhân danh giá sẽ giúp anh chơi tốt hơn khi chuyển sang khoác áo cho Gangwon Fan Club, Gangwon FC. Anh là một trong những tân binh được câu lạc bộ này đặt nhiều kỳ vọng. Sau khi đoạt cú đúp giải thưởng trong đêm gala quả bóng vàng Việt Nam 2016, Xuân Trường đã về quê quần bên gia đình tại Tuyên Quang và sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập trung cho Gangwon FC vào ngày 8 tháng 1 tới đây. Theo báo chí địa phương, Gangwon FC sẽ có chuyến tập huấn đầu tiên tại Ulsan từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 1. Sau đó, đội sẽ nghỉ xả hơi vài ngày trước khi vào chu kỳ huấn luyện tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Hạng Hoàng Anh Gia Lai Choi Yoon-kun, Gangwon FC đặt mục tiêu cao ở mùa giải năm nay. Họ phấn đấu giành vé dự giải đấu số 1 châu lục AFC Transport Lights World vào năm 2018.